cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Bữa nay thì mấy anh em sẽ đi kiếm mớ cá mớ lươn ăn cả nhà. Có gì bắt thì dính gì bắt đó nha. Anh em phát hiện có cá dưới này nè, không biết sao đây cả nhà. Đó, có cá ngớp rồi cả nhà thấy không? Nắm đây lôi vô được rồi. Lắm một cái món ngon. Ngon không? Lắm ngon. Chặt không? Ừ. Cá đi gặp mét ra sao mày? Rồi, ngon dữ lại. Ngon mới ngon. Nè, ăn không? Chỉ ngấm đọt mà. Bữa nay mình sẽ sử dụng máy mới nha cả nhà. Rồi. Thử đèn cá rồi. Sát mé mới được nghe. Đó. Cạn gì hả? Cạn cá dính hết trơn luôn đó, đi là dính hết trơn luôn đó. Là cho cá chặt nhiều quá xong. Vô cái này cái kia. Sát không? Sát không? Giờ dưới đáy á, có biết. Sát nha. Được chưa? Rút đầu chứ xong. Rút hết rồi. Còn ngớp được. Ồ, cá ngớp lắm rồi lại xong ơi. Đâu? Trong cho muốn kìa. Ồ, chạy ra đây chứ đâu. Ê, cái đó thì không cho sát vô với mấy giò luôn á. Đây nó cũng đâu có hơm đâu. Đây cái không? Ừ, con lươn con này bự lắm rồi xong. Cô thì hãy cho mình đi về cái cô. Cháu muốn nhát không lại? Này hả? Ừ. Cái chị nó đi tới luôn mà. Có cái hàng lươn này bự lắm nghe. Ủa qua rồi lại. Đổ vô gõ liền. Mình đặt đây sáng mai mình thăm. Làm bữa cơm sáng ha. Lâu lắm rồi anh em mình không ăn cơm chung á nghe anh em. À nhậu không hả? Nhậu chung không hả? Lớn lắm qua kia chút xíu trong mày. Chút mé chút, giữa cho mé chút. Nó cao quá. Lôi đầu này dữ lắm rồi. Tán con lươn này một cái là giàu luôn á, lươn này dữ lắm bự nha. Còn nửa ký á. Xác vô bờ mới được chứ. Xác gốc da hả? Đó lên nha. Dạ, đẩy xuống cái coi. Đi lại. Chắc đặt ếch quá. Đỡ nghe. Vậy đó. Cái đường hồ sơ. Còn muốn vô vô hả? Vô là con nào mà lụm con đó. Rồi. Cái thứ ba. Ngày mai có đủ cá ăn không nghe? Đó, khúc cây đi. Đó, để khúc cây đó luôn. Ây da. Mày được không? Đang tới bờ chưa? Nè, lấy khúc cây này đi lại. Này, đất là rắn dễ lắm. Rắn đủ chưa ạ? Đủ. Đó. Này cho cá sạch cá rô nhiều quá. Cá gì chạy nó cũng dính vậy á. Hủ luôn xong cho nó nhét xong. Ừ. Ừ. Không sao đâu.
sạch thì mình nấu canh chua. Vậy lại dính hết. Không có cái gì để cho anh thở. Có cái nào chìm xuống đâu. Hai cái nữa. Thường thường ở mấy con lươn nó ở mấy cái đập này nè cả nhà. Bên đây thì lúa cong trái me rồi. Bên đây thì lúa được có tháng mấy. Sát bên nhà mình luôn cả nhà ơi. Nhà mình bên đây. Thôi lúa về đây ngủ có chừng canh được nha. Canh hả? Kiếm con lươn chắc cú. Xích lên xíu xíu qua đây chút sao. Thôi vô bờ chút. Sao nó phật lên trên chứ kìa. Xác đó không. Vô cái cây đi. Đó. Ừ. Đây 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 đây. Trời miệng. Sát không mà trên giữa nó phải cao lên dưới rồi xong. Này mưa xuống rồi đặng cái chạy dữ lắm rồi xong. Ừ. Cũng mưa. Mưa mà đặt cái mưa này nó chạy vô coi cái lại ha. Ừ. Cá trong hầm nó ra cả nhà. Lương nha con. Lương bỏ cá chết vô á. À, đặt xong cái này lúa có một món tẩm bổ anh em nha cả nhà. Món gì là chút xíu cả nhà sẽ biết. Đặt cái hộp con ăn món gì anh không? Chút xíu là biết. Chắc ăn cá luôn quá. Bí mật bí mật. Đặt thêm chồng nữa quá lại. Cái này là cái bếp di chuyển liên tục của anh em lúa cả nhà. Muốn sắp kiểu nào cũng được chứ. Lúa có chuẩn bị hai con vịt cả nhà. Mình sẽ nướng theo công thức cũ. Bữa nay anh em mình lay rai đi. Nhẹ nhẹ thôi, nướng xương thôi, ba anh em thùng thôi. Thấy sao không? Không. Xương. Ngày mai mình ăn cơm nghe. Hôm nay có cá chứ là dài là xong. Con thấy mấy cá sặc nó vô rồi đó. Ừ. Mới đặt đi lên là có dính là cả nhà. Ai hai con vịt thì mình để bên đây cả nhà. Đó, ngồi mình nướng nha. Lên thôi. Này thì mình nướng xa cả nhà. Nướng xa đi từ nó mới chín chứ mình ấy quá nó áp. Áp nó không có ngon. Mình cứ dùng nước mắm với bột ngọt. Với ớt là mình quét khô làm hoài đó cả nhà. Vịt này tương đối cũng ngon á. Nước mập vô làm chén cái gì nước mắm nào nó khô cái mình quét. Đây là nước ướp của anh em cả nhà. Hồi mình lấy cái nước này làm quét lên đó, này thấy ớt chưa, nước mắm bột ngọt với ớt thôi đó. Chưa xào ớt luôn. Một miếng dầu ăn nữa hay không, miếng dầu ăn quét cho nó bóng vịt như miếng cá dừa lên hồi đó chạy ạ. Để vô miếng bột ngọt nha cả nhà, đừng nhiều quá không ngon, ít thôi chút thôi. Như là bạn ngon hơi còn quét dài mà nó phải quét lần một thôi sao, quét một câu thiệt là nhiều hơn. Thấm thiệt thấm này câu mình đâu có ăn đâu. Nước đỏ rồi, cái gà nước trắng rồi. Mấy ngày nay ăn chuột hoài, bữa nay mình ăn vịt một bữa nha anh em. Đỡ món chứ. Hôm nãy lúa thấy cái đất đẹp quá, lúa tính đem vô trang trí và xong hái mấy cái ớt chín hết trơn cả nhà. Giờ còn xanh luôn.
Ai biết làm gì không nấu. Tính trang trí chụp hình đại diện cho nó đẹp cả nhà. Ai về đâu quất mấy chớt đỏ cho người này còn màu xanh không? Ớt xanh người ăn cho nó giòn quê. Phải không? Thơm hả? Ừ. Nhưng ớt trái dữ lắm trái cả nhà coi nè. Ớt này là ớt hiểm cả nhà. Đó, mình sẽ chấm hai loại, một loại thì nước tương, còn một loại thì muối ớt chanh. Ai muốn chấm gì chấm hay xong. Ừ. Chui thôi xong. Thì cắt con bò gì. Trời ơi nó sôi cả nhà ơi. Nó sôi mà. Lên cơm luôn kìa lại. Thiệt chứ bộ. Cái này mà chặt thêm miếng chanh nó mới lên cơm dữ. Quá ngon, quá ngon. Ôi ôi. Rồi ha. Lên được rồi xong ơi, chín rồi xong ơi. Hết sức ngon cả nhà ơi. Ôi ôi. Đi vụ rồi cả nhà ơi. Cả nhà biết sao không? Tự nhiên anh em kêu Hùng Bia đã ok hết trơn, giờ cái uống không nổi cả nhà. Vụ là vụ. Vậy là câu chuyện là chạy vô chứ tiếp. Thì bỏ mình anh đây. Nhấp lại gai đi. Chơi gì là không được nghe. Thường. Chơi gì là không được cái xong tự nhiên dọn mồi gần xong cái chơi anh em nói cho lúa mình cả nhà. Tối hay vậy quay ha. Bỏ lúa mình lên đây làm ăn gì? Chờ tí mà anh lúa hồi đây em chạy mà em đi chạy vô. Tối hay vậy quay, giờ quyết định 6 giờ. Chơi gì là không im nghe à. Dịu hết rồi bia này nghỉ phải không? Ừ. Ok. Hết thì chịu. Tối hay về quay. Hết thì chịu. Gì xong? Ủa hủ luôn hả? Rồi. Bữa nay đổi từ lưa cho người ta. Rồi. Bây giờ mới ra mấy cái hủ gồng này kia đẹp lắm. À. Có, trên TikTok cũng lắm nhiều. Hủ này được lắm, mình mua 40 ngàn hủ không? Ừ. Bây giờ nó ra con gồng. Rửa đi quay. Rửa sạch sạch đi quay. Rồi. Bỏ lâu lắm mà cả nhà ơi. Không, rửa rồi thì cái này mình cán sơ lại hả. Tao mới thấy cái gì dưới đây này xong. Rửa lại đi xong. Đâu dưới đó đó. Cả nhà chắc cũng thấy đó. Nếu không thấy tôi lại cả nhà. Tại vì mình để trong tủ mình ấp xuống á. Lên lại ơi. Chính rồi đó cưng. Lắm luôn kìa ngon. Cái gì vậy? Nước xả. Trời ơi, nước có nhiều kìa. Nước không lấy nước luôn. Cho nước nhiễu lên nhầm nhò gì. Sức ngon. Quá trời quá đất cả nhà. Chế luôn đi. Ừ. Chế thử coi xong có nó chín chưa xong. Chắc chín rồi. Nhiễu lắm mềm quá. Chín không? Nhảy. Chín chưa? Cái nhà giờ dạ gì phải che lại cái nè. Đó. Chính rồi, yên tâm đi. Ai ba. Che lại vậy cả nhà thấy gì? Lấy ra đi, không sao đâu. Nó chín hết rồi. Một tí nữa rớt à. Lúa không tự tin cho người ta. Không phải. Sợ YouTube. Rồi. Ok. Cả nhà thấy nhìn rất đẹp không? Các cái màu màu sao ơi. Nóng chứ bộ. Dữ lắm rồi. Hay để ra ngoài lại. Để ngoài đi. Nước nhiều rồi. Chín xong. Chín chưa. Đó, bây giờ thì cho cả nhà thấy nha. Đó. Trời ơi. Ngon. Lắm em. Mình nướng 7-49 ngày rồi mà không lấy chín. Cả nhà ơi, nhưng con này 150 ngàn. Nhiều công chuyện hả? 150 ngàn cả nhà mua không? Nếu mà mua là lúa mở nhà hàng nha. Trong gửi lại mời nhà hàng hai lúa lên sàn. Trong gửi cũng được chứ bộ này tụi mình mua hết được. hết mấy chục ngàn rồi, gần có trăm ngàn rồi. 75 ngàn. Ừ. Một con vịt sống là 75 ngàn một con đó cả nhà. Chưa kể tiền mặn luôn đó. Rồi mặn 20 nữa đó. Rồi gì nữa ta, rồi nhổ lông. Ồ đấy là mặn nhổ lông rồi. Ừ. Rồi than 150 ngàn được không cả nhà? Con vịt này nè. Rồi chúng vô chúng hai người nhậu đâu phà ra luôn á. Im. Mà ngon nữa. Không có gì cái mỡ trong máu gì đó.
Mỡ, mỡ như gì, máu như mỡ hả? Cắt bự bự đi xong ơi. Ơi ơi. Gì? Nhảy hả? Bự bự đi ăn cho đã xong. Lâu lâu anh em mình tắm bổ bữa đi. Vừa cũng cạp rồi. Nói cũng vừa vừa chứ bự quá ăn cũng đâu có ngon đâu. Ê, chanh. Chanh gì kìa. Ghê. Thử cái vừa ăn không? Cái gì ta? Ăn cái gì cái ni hả cả nhà? Đây, cái này là ngon nhất của con vịt nha cả nhà. Xong rồi. Vừa không? Dữ lớn rồi hả? Nó béo. Thứ gì chịu nổi thứ này vậy chứ? Chịu lắm ngon. Cái này xin nữa hả? Anh em dụ luốc rồi nha, chọc luốc. Không phải người ta dính để gì đâu, cái ta để lên. Đó, cái bẻ ớt vàng. Ai biết. Không nói khó. Đâu vô ha, bẻ vô làm cái chuyện. Rau làm mua ớt hả? Ừ. Ôi, nó ngon cả nhà ơi. Đó. Đây. Đó. Rồi anh em mình đừng thức thôi. Quay con vịt nó đang đen rồi. Đen để gác con mày đi xong rồi. Thôi dưới nó vàng rồi. Đem ra ngoài luôn đi. Đây, dựng nó đó, dựng nó đó. Dựng nó chỗ, ừ. Đó. Mình còn hang nhóc chân mà hồi nãy cái mình nước lại. Ừ, cắm luôn, đó. Cắm cho đứng ngay luôn đi xong lỗ nè. Trời. Ngồi che lại rồi. Bây giờ cũng khó lắm đó nhờ. Bây giờ anh em phải kỹ lưỡng mới được. Thôi là bị tắt chế độ kiếm tiền. Tại bà cậu ơi, đây mặt mày về nhậu với anh em hư lắm lúa rồi, nhậu chung bình luôn à. Chung bình chung ngu à. Rồi hậu anh em bắt cái gì được đó đây mà mỗi lần bắt cái này về nhậu kia không à. Vô mời cả nhà. Mày là hoài cũng được. Không lẽ mới đặt cửa ngục. Không lẽ mới cứ đặt cửa ngục mà dở lên ăn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Đó, vàng cơm luôn nha. À. Hả? Tuyệt vời, ăn mực trời. Vô mồi đi anh em. Chứ. Được cái đầu này dễ xé. Có sức đã luôn á. Cái nhau nha. Nó béo. Cầm mình xé. Giờ lúa cầm tay luôn nha. Cả nhà thông cảm cho lúa nha. Đây mà cả nhà. Lưng cỏ đâu rồi mấy ông? Cỏ khô khô gan có gì rồi ăn. Rồi mà cả nhà luôn nha. Ừ, ni á. Ni bụng. Thử chăm ớt. Lấy miệng xong. Thêm miếng tỏi vô nữa. Miếng gấp ngon. Ăn mạnh mạnh nha anh em hai con nha. Thơm. Đấy nha, bùi nha. Bữa nào không xỉnh, bữa nào xỉnh. Ok. Mày gốc cho. Mạnh đi cái lon này, lon này được có 1 lon à. Nấu 1 lon hả? Ừ. Lên đi xong. Từ từ trời, thấy gì còn cái này nữa ha. Vô. Này uống hủ cả nhà ơi, không uống ly nữa. Lu. Thì lu lu. Bị lu. Lu. Này cũng mua lâu lắm mà trời. Mua còn lúc mà còn ở ngoài cái chậu mày hầm mướn đất mướn mà. Thấy không? Hai lần cái chậu cũ mình. Chậu đây nè. Ừ? 3 năm. Chậu dùng mít nè. 3 năm rồi. 3 năm rồi đó. Đúng luôn á. Vô cả nhà. Cặp phao câu. Phao câu hả? Nè. Trời ơi, nó bắn. Thấm vô tới trong luôn rồi. Đây mà cả nhà, cái đít vịt. Phao câu. Hầm, tầng này nướng đạt nhất nè. Ha. Hết cái tô nước quét không? Không hết. Mẹ em quét 2 nước, 3 nước à, 3 nước. Ơi, cái bao câu con vịt nó hơi dầu hơn bao con gà nè. Dầu nó nhiều hơn. Dầu nhiều. Mà nó béo không? Ừ. Vô anh em ơi. 1 2 3 vô. Uống cái bình này nó cầm hơn cái ly. Lâu lắm rồi lúa mới cầm lại cái máy của anh Lu tặng lúa cả nhà.
không biết là màn hình nó có chất lượng như lúc trước không, tại vì lúc quay cái máy kia nó quen rồi, bây giờ chuyển qua cái máy này tay không biết có rung không nha cả nhà, không cảm thấy hơi khác khác hả, nặng hơn hả, nặng hơn gấp 3-4 lần vậy đó. Cái chấm cái nào nó cũng bắt nhân lại. Tương bắt tương cũng bắt mà cái này nó cũng bắt. Rồi. Nhai thêm củ tỏi nó bùi nó béo. Con vịt này á thì nó ít thịt. Nhưng mà nó không có mỡ cả nha. Không có mỡ nha. Thịt nó rất là ngon. Nó dai, nó thơm. Đây, cả nhà thấy nè. Cái miếng thịt không bao giờ có mỡ nha. Bên đây không bị ngán nữa. Không có ngán, cái lớp da cái mỏng dờn rồi cả nhà. Đó. Ê, nhà thấy không? Cái con vịt cò này nó đâu phải như con vịt ta mà đâu. Có mỡ luôn. Nó mới mỡ. Mỡ dữ lắm nhiều. Cái con vịt cò này nó là nó mỡ ít. Nó không có mỡ. Không có mỡ luôn á. Chứ không ít nữa. Nó vậy nướng con vịt nhìn nó cũng nó ngon lắm. Còn con vịt ta mình nướng nó thấy nó mỡ dữ lắm nhở. Mỡ tẹo chút xíu à. Đốt ra con. Cầm lòng không nổi rồi hả? Nè. Đây. Thì mình thịt chơi với ớt kìa kìa. Đây cả nhà. Chắc 150 là vừa ha. Ngon cái bộ. Dừa hay không? Dừa. Thiệt. Sao không dừa nữa hả? Tỏi còn tỏi thế nè. Chưa cải tỏi nữa hả? Ừ. Đây có củ hành nữa. Củ hành bự. Không, mềm. Mình đó, hành tím mình đó. Mềm. Mềm hả? Được tỏi khô đơn á. Ừ. Tỏi hành cũng được rồi. Hành cần để vô là nó có kiêu dữ nữa. Tỏi hành cũng để vô lắm, khỏi mềm mềm quá. Tỏi đặt mấy sáu cho vậy. Ừ. Tỏi Lý Sơn á. Cái lon đầu tiên á mình khui á nó mau tan đá, mấy lần sau á nó lâu lắm, cái lưu này nó giữ nhiệt. Vớt vô, vớt vô nó tét đó, vớt vô nó cạn à. Chút liền ha, vô rồi chạy chạy được miếng con gấu vô. Mấy con gấu nó ăn cái này nó phái lắm rồi. Miếng ớt thì hòa dữ ta. Miếng gấu này ăn chuột thì nó cũng ngán nữa. bây giờ dùng chuột nó không muốn ăn luôn á cả nhà. Đi giúp đỡ bà con nghe con. Vừa bắt chuột quay clip cho cả nhà xem mà vừa giúp cho đỡ cho bà con ở quê hương mình nữa. À đã. Có khói lên ngút luôn mấy ông ơi. Hơi lên hả? Ừ, luôn rồi. Giờ sao ta? Cầm cái máy này nó hơi nặng tay quá. Rồi. Hơi nặng tay. Rồi mình chở cũng hơi khó hơn cái điện thoại ha. Ừ, không quen. Nhưng mà chất lượng phim chắc đẹp hơn á. Để tối nay ở deep cả cây coi thôi sao ha. Rồi. Thường nha, nó cũng béo. Quay qua quay lại sao không tiêu chứ. Để gì? Gấu nằm kia ngập ha. Ví dụ món vịt này nè, là thanh niên của mình á, với trẻ trẻ tuổi á, ăn thì nó cảm thấy ngon, nhưng mà người lớn tuổi thịt ít đó. Ăn khó, ăn không thịt nhiều. Cả nhà biết là nó không có mỡ thì thịt nó không có nhiều của nhà. Thịt nó rất là chất lượng à, chắc có lẽ là sắp tới lúa sẽ mua khoảng 100 con. Mình nuôi thử nha cả nhà. Mình nuôi thử dưới hầm nè. Vịt rẻ luôn. Mà nuôi vịt sạch nha. Ok. Ủa gì kỳ vậy? Cái lưu đâu? Vịt sạch. Cho ăn lúa với ốc thôi. Ê, mấy cái hầm nhãn trong kia mà dưới hầm xài, mình lấy cái cửa ngục đặt cái biết nhiêu ốc. Nói gì? Dạng biết nhiêu nói. Đặt gì mà gom gì? Chi cho nó xa xôi. Mấy lùa giống ai. Lùa hả? Ừ.
Tôi bị tăng dịch luôn hả? Tăng dịch cho. Về có điếm không? Điếm. Mà hai hàng đi mới được. Vô nướng bữa hai con ha, càng không, càng thương ha. Con thì vừa lắm vừa. Hàng mới đầu con nha, lục xả hấp làm gì ha, từ từ lớn món. Giết chắc nó đuổi luôn á. Giết nó hào. Chưa chờ tướng chừng ác à. Đi sao vậy? Mắt chiếc cái da dịch. Cho ghé. Ngon thiệt ha. Giờ mình làm cái gì ta? Giờ thì tới cái đùi. Nó ngon cho. Thấy cái đùi còn mấy lớn mày. Cắt da đó bà ơi. Tỏi nó ăn thơm mày. Thơm. Bùi nữa. À, cả nhà không tin nữa, cả nhà ăn thử miếng cả nhà. Dữ lắm ngon. Nó bùi. Ông ấy, ăn giùm cho nghe cả nhà. Đây. Cái này mà vô đồng ha. Chân vịt đó mà trời lạnh lạnh đó. Nướng vịt này mà nhậu một cái ha. Làm vậy đi giữ đế ha. Nấu gì? Cơm. Cơm hả? Ê, con vịt này kho sớ cũng cũng lắm ngon nha. Thì nói gì mấy con này nó đâu có chắc mỡ đâu. Nó không có mỡ. Ăn này tốt. Ăn tốt sức khỏe nha. Con vịt ta mình ha, mình kho sẽ ớt đi. Để mỡ. Một chút xíu mỡ đóng lúc. Đóng luôn, đóng mè luôn. Ừ. Cả nhà ơi, cả nhà ủng hộ lúa mua vịt khoảng 100 con về nuôi không? Vừa lấy trứng mà vừa có thịt luôn. Cả nhà cũng tranh thủ về luôn cả nhà ơi. Tranh thủ về giao lưu ăn thử vịt món vịt nướng của anh em lúa hai lúa nha. Nếu mà cả nhà cảm thấy mà ngon á, cảm thấy thích á, anh em ship cho cả nhà luôn. Ok không anh em? Ok. Thì nhắm được thì mình cứ vậy mình làm tới. Ừ. Cứ thế mà phát huy à. Cả nhà mình thích á. Cả nhà ủng hộ anh em lúa, anh em lúa chơi luôn. Miễn được được cái mình lên mình hỏi miếng đất của anh Hiếu là sao á. Mở nhà hàng luôn hả? Ké rồi, đừng ké. Không, anh Hiếu có nhiều lần mở lời rồi đó, nói anh em lúa nếu mà có thích buôn bán gì anh Hiếu cho cái mặt bằng cho anh lên làm luôn á. Nhưng mà công việc thì quá trời nhiều cả nhà ơi. Chắc cái chỗ bốc phê xưa quá. Ừ. Nhiều lắm. Không mình được ra trước á. Bốc phê đó cũng một cái mặt tiền rồi đó. Tối cũng múc múc nó bay phụt phụt chứ. Trời trời nướng này mà bay vô ngoài đường thôi. Thơm biết nhiêu. Đi đâu sau này mình giàu rồi sao anh em? Ta trải nghiệm biết bao nhiêu cái gì cũng có chứ, cả nhà mình giàu chưa có. Cái nhà ủng hộ mới được. Nói chung là đi nói chung là chưa giàu ta sẽ lo ăn cướp. Vô nè. Cả nhà thấy sao? Ý tưởng nó được không cả nhà? Cả nhà comment cho lúa nha. Lúa thiệt đó, anh Hiếu anh nói là anh em mà thích á, anh Hiếu cho cái mặt bằng cho anh làm luôn á cả nhà. Nhưng mà hồi nào giờ anh em không có kinh doanh, anh không có biết. Này phải nhờ anh Hiếu chỉ dẫn mới được. Nói câu này mà thôi công kỳ quá. Kỳ lắm à? Kỳ lắm. Thế chú hổ. Trời, hai lúa mình lên nhà còn mở quán vịt quay một cái thứ gì vừa nổi nha. Ba dừng mít trước đây chắc chết khô chứ quá. Chảnh không hả? Cái nhà coi dừng mít mình đã không? Ăn trái rồi đó mà còn xanh. Đập tường lại chưa? Ừ? Đâm từ chưa? Đó, đâm non màu chanh chanh là nó đó. Cả nhà. Cả nhà thấy không? Không rợn luôn á. Đang đi trái lại. Yeah. Rất là xanh luôn. Bây giờ vừa với sạn có trái buồn nha cả nhà, đốn nó trồng mít vô cả nhà ơi. Chứ phải tròn một trong hai xong à. Nếu mình nhiều quá mình đâu có gì đến thân gì đâu. Phải tròn một trong hai. Vì như vậy. Không phải chờ mấy cái giờ là cũng có đủ rồi. Không, bây giờ vậy ok rồi, đâu có vướng gì tới mít đâu. Khoảng 4-5 cây này là anh em mình uống đủ rồi, nhà uống đủ rồi. Cây khoảng 20 trái thôi. Không, mà nếu mít có giá thôi, cũng bỏ hỏi, cũng có hỏi bỏ. Căng lắm chứ. Vô. Bỏ nữa là căng lắm chứ. Phải biết không, đâu có viên càng tới mít nữa đâu. Ở ảnh cặp mấy hầm mà. À, thật sự thì lý do tại sao lúa trồng dừa
là nhưng mà bây giờ để chặt dừa, cả nhà biết là hồi xưa là cái chuồng gà của lúa đằng kia là không phải là chuồng gà mà là cái chuồng bò cả nhà. Nó chuồng múc lên thì làm cái nền đang chăn nuôi bò. Tại vì có một người anh hỗ trợ vốn cho mấy anh em nuôi, nhưng mà anh em quyết định là không có nuôi, nên hồi đó là trồng dừa, còn chúng chính giữa chỗ mấy cái clip mít là trồng cỏ. Bởi vì trồng dừa xong rồi thì anh em không chịu nuôi, không nên không có thống nhất rồi xong rồi lúa mới trồng mít. Rồi sau này mít nó lớn rồi dừa nó ép với mít á, lúa mới chặt dừa bỏ, chứ không phải là trồng rồi chặt bỏ là uổng lắm cả nhà. Đau lòng lắm, cho bộ 3 năm mấy gần 4 năm trời chứ biết bao nhiêu phân thuốc nào nói, tưới nữa. 3 4 năm trời cả nhà biết bao nhiêu phân thuốc. Nhưng mà phải quyết định bỏ một trong hai thôi. Quyết đoán. Dám chơi dám chịu. Thôi bây giờ thì anh em nhất định là bữa nay mình phải quất hết cái thùng bia này cả nhà. Xong rồi làm hết hai con vịt này. Ngồi canh nóng lắm mình à. Rồi bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Cả nhà nhớ chờ đợi clip ngày mai nha. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà.